có nhiều tiền cũng chưa chắc được tự do. Thì trong phạm vi này Phượng chỉ xin được phép chia sẻ về cái vấn đề tự do đi lại thôi anh chị nhé. Thì Phượng trong quá trình tư vấn về các chương trình định cư thì Phượng gặp rất là nhiều những anh chị khách hàng thì có chia sẻ cái câu chuyện riêng, cái tài chính của họ rất là nhiều, tiền mặt cũng có, nhà cửa, tài sản, xe cộ đầy đủ hết. Tuy nhiên mỗi lần mà những cái anh chị ấy muốn đi công tác du lịch nước ngoài hay là đi thăm thân, thăm bạn bè ở nước ngoài, đặc biệt là những cái nước phát triển như là Mỹ, Úc, Canada hay là châu Âu, thì đều gặp rất là nhiều rắc rối. Và thậm chí là những anh chị ấy cũng không hiểu tại sao là với cái khối tài sản, cái background về tài chính vững chắc như vậy mà hồ sơ của các anh chị ấy vẫn bị từ chối, vẫn bị đánh rớt visa. Thậm chí không chỉ một lần đâu anh chị, mà còn rất là nhiều lần nữa. Và đây cũng là cái lý do chính khiến cho các anh chị khách hàng đó quyết định là sẽ đầu tư để mua thêm một cái cuốn hộ chiếu thứ hai để mà mở rộng cái phạm vi tự do của bản thân và gia đình. Bình thường thì có phải là khi mà anh chị đi ra nước ngoài thì anh chị sẽ xin visa và sử dụng cuốn hộ chiếu Việt Nam để xin đúng không ạ? Thì bây giờ bên cạnh cuốn hộ chiếu Việt Nam thì các anh chị đầu tư thêm một cuốn hộ chiếu thứ hai, cụ thể đây là cuốn hộ chiếu Caribe, để mà cái việc đi lại của anh chị thuận tiện, tự do và dễ dàng hơn rất nhiều lần. Và cái chi phí đầu tư cho cuốn hộ chiếu thứ hai này thì chỉ tầm khoảng từ 4 tỷ trở lên thôi là anh chị mình đã sở hữu thêm một cái cuốn hộ chiếu quyền lực cho cả gia đình rồi ạ. Một anh khách hàng đã chia sẻ với Phượng rằng cái gì mà giải quyết được bằng tiền thì đều rất là đơn giản. Còn ý kiến của anh chị thì sao? Hãy chia sẻ cho Phượng biết trong phần bình luận bên dưới nhé.